Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17 tháng 10 đến sáng sớm 18 10, các lồng mẹ của các hộ dân ở xóm đảo Hoàng Tre, huyện Kiên Hải đột nhiên bị tết đồng loạt với số lượng lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều 18 tháng 10, có 16 hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ trọng cá tết từ 30 70% lòng. Cá bị tết chủ yếu hèn là cá bót, trọng lượng từ 2 kg trở lên con có hơn 10.000 con, với trọng lượng khoảng 35 tấn bị chết, ước thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đồng. Đến trưa 18 tháng 10, hiện tượng cá chết có dấu hiệu chứng lại, không còn ồn ào nữa. Người dân đang đưa cá vào đất liền tiêu thụ để có thể giảm sút thiệt hại. Ông Đào Hữu Hiền, trưởng phòng nông nghiệp huyện Kiên Hải cho rằng có thể do nước ngọt từ trong đất liền đổ ra khiến môi trường nước bị thay đổi khiến cho cá chết. Hiện tại, phòng nông nghiệp đang thống kê, bắt danh sách và phối hợp với trung tâm quan trắc môi trường của tỉnh tiến hành xét nghiệm môi trường nước. Bây giờ người dân cũng không thể kéo bè đi đâu được. Nếu do vấn đề nước, phải đợi phân tích mới biết được, ông Hiền nói